Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh của Mr. Zero. Bùi Tiến Dũng phải làm gì để lấy lại niềm tin nơi thầy Park? Bùi Tiến Dũng, một trong những người hùng của đất Thường Châu năm nào ở cái giải đấu mà U23 Việt Nam đã làm nên chiến tích lịch sử tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2018. Giờ đây, đang phải trải qua quãng thời gian khó khăn nhất, đen đủi nhất và đáng quên nhất trong sự nghiệp quần đùi áo số của mình. Từ chỗ được tung hô, giờ đây trở thành tâm điểm của sự chỉ trích dữ dội. Vậy, Bùi Tiến Dũng phải làm gì để lấy lại niềm tin nơi thầy Park? Cùng chúng mình khám phá nhé! Và Kim Trinh xin chúc cho tất cả các bạn có một năm mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Đừng quên bấm subscribe kênh YouTube, like comment bóng đá hài hước để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé! Cách đây gần 2 năm, tại đất Thường Châu, Trung Quốc, những người hùng dân tộc đã xuất hiện, trong đó có cả thủ môn quốc dân Bùi Tiến Dũng, người đã đi vào lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam bằng sự ngưỡng mộ sâu sắc. Thế nhưng, cũng sau giải đấu ở Thường Châu ấy, anh quay về câu lạc bộ và từ đây mọi thứ đều thay đổi. Có lẽ bản thân thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng chẳng thể nào ngờ được mình lại biến thành kép phụ chỉ chưa đầy 2 năm sau ngày trở thành người hùng đội U23 Việt Nam. Chàng thủ môn quốc dân phải trải qua quãng thời gian khó khăn nhất, đen đủi nhất và đáng quên nhất trong sự nghiệp quần đùi áo số của mình. Ngày trước anh được tung hô bao nhiêu thì giờ đây anh bị chỉ trích ném đá bấy nhiêu. Mọi chuyện đều bắt đầu từ khoảng đầu tháng 9 năm ngoái, sau khi cùng các đồng đội lập nên kỳ tích tại Trung Quốc, Tiến Dũng trở về thi đấu cho câu lạc bộ FLC Thanh Hóa và tiếp tục được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập lên danh sách đội tuyển Olympic Việt Nam chinh chiến tại ASEAN năm 2018. Trên đất Indonesia, dù thành tích lọt vào top 4 đội mạnh nhất giải của binh đoàn Rồng Vàng là rất đáng khen ngợi, đánh dấu một mốc son nữa của bóng đá Việt Nam. Song trong thành công chung ấy, Bùi Tiến Dũng chỉ chơi tròn vai, không có nhiều tình huống xử lý khôn ngoan vững vàng như ở Thường Châu nửa năm trước. Nhất là ở trận tranh huy chương đồng với đội tuyển Olympic UAE khi cả 4 quả đá luân lưu của đội bóng Tây Á đều được thực hiện vào góc trái theo hướng đá. Nhưng Tiến Dũng, người vốn nổi bật với phản xạ và khả năng bắt penalty lại không thể cản phá bất cứ một cú sút nào. Kết thúc ASEAN, Tiến Dũng được bắt chính trong trận chung kết cúp quốc gia mùa giải năm 2018 giữa BKMX Bình Dương và FLC Thanh Hóa. Nhưng Bùi Tiến Dũng bỗng chốc hóa thành tội đồ với hai sai lầm nghiêm trọng khiến câu lạc bộ Thanh Hóa mất chức vô địch. Đây chính là một trong những trận đấu đáng quên nhất trong sự nghiệp của Tiến Dũng. Phút 16, Tô Văn Vũ có pha tạt bóng quá sâu bên cánh phải, Tiến Dũng bay người cản phá nhưng anh vô tình đấm bóng thẳng vào lưới nhà. Đến phút 65, nhận đường truyền về của hậu vệ đồng đội, Tiến Dũng truyền bóng thẳng vào chân của Hồ Sĩ Giáp, giúp tiền đạo bên phía Bình Dương ấn định tỷ số 3-1 và mang về chức vô địch cho đội bóng đất thủ. Sau đó, dù vẫn được thầy Park gọi lên đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup năm 2018 và Asian Cup năm 2019, song Dũng chỉ trở thành sự lựa chọn thứ ba nơi đội hình đội tuyển Việt Nam khi không thể cạnh tranh với những người đàn anh như Đặng Văn Lâm hay Nguyễn Tuấn Mạnh và không thi đấu một phút nào tại giải đấu năm ấy. Giải năm 2018, tập đoàn FLC quyết định rút vốn và ngừng tài trợ do vấn đề lương thưởng. Nhiều cầu thủ tìm cho mình bến đỗ mới. Sự lựa chọn của Tiến Dũng lúc này là câu lạc bộ Hà Nội, đội bóng vừa vô địch V-League năm 2018. Phải rời xa đội bóng, nơi chôn rau cắt rốn một cách bất đắc dĩ, Dũng Gôn chọn áo số 36, biển số xe của Thanh Hóa. Đến câu lạc bộ Hà Nội, cứ ngỡ đây là cú giải thoát diệu kỳ cho thủ môn trẻ tài năng Bùi Tiến Dũng. Thế nhưng, anh vẫn đối mặt với bi kịch cũ, không thể tìm được vị trí bắt chính ở một đội bóng thủ đô. Không những thế, Bùi Tiến Dũng chỉ là sự lựa chọn số 3 trong đội hình của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Đứng sau Nguyễn Văn Công và Phí Minh Long ở một đội bóng giàu tham vọng và giàu quyết tâm cho các thành tích, Vận Đen vẫn chưa buông tha chàng trai người Thanh Hóa. Mới chân ướt chân ráo tới sân vận động Hàng Đẫy, Tiến Dũng đã gặp phải một chấn thương do cố gắng đỡ cú sút của Oceani, đồng đội của Dũng tại đội bóng mới ở một buổi tập, một lý do lãng xẹt. Thực ra, Bùi Tiến Dũng bị chấn thương từ rất lâu rồi. Chấn thương khớp xoay cổ tay là một loại chấn thương rất dai dẳng. Nếu như không chữa trị dứt điểm mà cứ cố thi đấu thì đôi tay sẽ bị ảnh hưởng. Trước đây, đội tôi đã từng có thủ môn Lê Văn Sơn cũng gặp chấn thương tương tự nhưng vì quá chủ quan nên đã phải giải nghệ và không thể quay trở lại, ông Chu Đình Nghiêm, huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Hà Nội chia sẻ. Suốt một mùa giải năm 2019 trôi qua, Tiến Dũng gần như làm bạn với ghế dự bị. Cụ thể, Tiến Dũng chỉ chơi được 3 trận ở mùa giải năm 2019 và để thủng lưới tới 5 bàn. Thậm chí ở vòng 25 V-League với câu lạc bộ Quảng Nam, trận đấu này gần như chỉ mang tính thủ tục khi câu lạc bộ Hà Nội đã giành chức vô địch trước đó một vòng đấu. Phí Minh Long, người đã bị thất sủng từ lâu lại được bắt chính. Ở trận hòa 2-2 này, thủ thành sinh năm 1995 đã chơi rất tốt. Đó là còn chưa kể, Dương Tùng Lâm, tài năng trẻ của lò đào tạo trẻ của câu lạc bộ Hà Nội vừa giành giải thủ môn xuất sắc nhất tại giải U21 báo thanh niên diễn ra hồi đầu tháng 11 vừa qua.
những tín hiệu dấu chấm hết cho tín dụng liên tiếp xảy đến. Mùa giải năm 2019 khép lại, ngoài văn công quá xuất sắc và ổn định, Hà Nội FC đã gia hạn hợp đồng với Phí Minh Long đến năm 2022. Còn Tiến Dũng thì có một kỳ SEA Games đáng quên khi mắc sai lầm trực tiếp dẫn tới bàn thua của U22 Việt Nam tại trận thắng 2-1 trước U22 Indonesia tại bảng B môn bóng đá nam. Kể từ thời điểm đó, Bùi Tiến Dũng mất hẳn vị trí vào tay của thủ môn Nguyễn Văn Toản. Thủ thành người Hải Phòng dù chơi tệ trong trận hòa 2-2 trước U22 Thái Lan nhưng lại liên tục bắt tốt ở các trận đấu tiếp theo. Như thế, Bùi Tiến Dũng đành phải lầm lũi nhìn người đồng nghiệp thi đấu xuất sắc đưa U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 30. Từ chỗ là thủ môn quốc dân, được biết bao nhiêu người trẻ hâm mộ, giờ đây Bùi Tiến Dũng đã phải đối mặt với tương lai không mấy sáng sủa. Đó cũng chẳng có gì ngạc nhiên đối với những ai đã theo dõi anh từ 2 năm qua. Thành công trong quá khứ sẽ hóa thành phù du nếu như bản thân người đó không tiếp tục phấn đấu, cố gắng hơn nữa. Thủ môn Bùi Tiến Dũng có lẽ thấm thía hơn ai hết về điều đó. Mới đây, Tiến Dũng đã chọn cho mình bến đỗ mới khi ký hợp đồng gia hạn 3 năm với một đội bóng đương kim Á quân V-League thành phố Hồ Chí Minh sau một năm dài đằng đẵng khoác áo đội bóng thủ đô. Tiến Dũng không có nhiều cơ hội được ra sân thi đấu thì câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thể đem đến cho anh nhiều hy vọng hơn. Ở tuổi 22, với năng lực có sẵn, Tiến Dũng vẫn còn thời gian để tìm lại khả năng. Tiến Dũng sẽ có rất nhiều đất diễn ở thành phố Hồ Chí Minh bởi mùa giải năm 2020, đội bóng này sẽ đại diện cho Việt Nam tranh tài ở sân chơi châu Á, song song với việc chinh phục mục tiêu vô địch V-League lẫn cúp quốc gia. Thành phố Hồ Chí Minh phải phân bổ lực lượng đồng đều cho nhiều giải đấu. Chắc chắn, việc được bắt chính sẽ là yếu tố ưu tiên hàng đầu của thủ môn này. Nếu như không muốn sự nghiệp sớm kết thúc, bên cạnh đó, lãnh đạo câu lạc bộ cũng hứa rằng Bùi Tiến Dũng khi gia nhập câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh sẽ được thi đấu thường xuyên và sớm lấy lại phong độ của mình. Gia nhập câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh, đây sẽ là bước đi khôn ngoan của Tiến Dũng đến một bến đỗ mới với những cơ hội và thách thức mới. Chắc chắn Bùi Tiến Dũng sẽ phải nỗ lực rất nhiều để khơi dậy bản lĩnh người hùng Thường Châu năm ấy, cũng như là sớm lấy lại niềm tin nơi Thầy Bắc, nơi người hâm mộ và quan trọng hơn hết là lấy lại niềm tin cho chính bản thân mình. Theo bạn, bên cạnh những yếu tố nêu trên thì Bùi Tiến Dũng còn phải làm gì để lấy lại niềm tin nơi Thầy Bắc? Hãy chia sẻ với Mr. Zero bằng cách để lại bình luận ngay phía bên dưới. Cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.